Hello, xin chào tất cả mọi người. Uisashiburi de gozaimasu. Như các bạn đã biết, các bạn theo dõi buổi livestream từ thứ 2 tuần này, ít nhất là thứ 2 tuần này cho đến thứ 5 tuần này thì chúng ta đi từng buổi đều là những buổi từ vựng, đúng không ạ? Và mỗi buổi sẽ theo một trình độ, ví dụ N3 này, buổi N3 này, hoặc buổi N2 này, buổi N1 này. Tuy nhiên, buổi hôm nay là một buổi khá là đặc biệt, đó là buổi sẽ có kiến thức của cả N3, N2 và N1. Đây, đây là nội dung buổi livestream ngày hôm nay. Đó. Đây. Và các bạn có thể comment là Dũng Modi lần này không phải là N1 hay N2 N3 mà Dũng Modi N1 2 3 để nhận chọn bộ tài liệu N1 N2 N3. Buổi hôm nay là buổi rất là đặc biệt các bạn nhá. Đó. Tại sao lại có một buổi như ngày hôm nay? Đó là bởi vì như các bạn cũng đã biết là xu hướng ra đề thi đặc biệt là trong 3 năm gần đây thì câu chuyện là những bài N2 có ngữ pháp có từ vựng của N3, N3 có từ vựng của N2, hay thậm chí N1 có từ vựng của cả N2 lẫn N3 là chuyện ngày một phổ biến. Và nếu chúng ta chỉ ngồi chờ cái buổi livestream là hôm nay là ví dụ mình thi N2 chẳng hạn, ngồi chờ là khi nào có livestream N2 thì mình xem thôi, còn livestream N1, N3 hoặc là kiến thức cũ của N3 mình không xem thì nó khá là rủi ro. Cho nên bọn mình sẽ làm những buổi livestream tổng hợp như này để chính các bạn N3 cũng thử xem thế thì từ vựng N2 mình có biết không nhỉ? Những bạn N2 thì xem là gì? Thế từ vựng N3 thế nào nhỉ? Từ vựng N1 thế nào nhỉ? Và cũng có cái khả năng rất là cao nó có thể ra vào chính cái trình độ N2 của các bạn. Hay như bạn N1 thì có thể tổng ôn lại một lượt nữa. Đó, đó là ý nghĩa của bài hôm nay. Và thứ tự hôm nay chúng ta sẽ có hai cái đặc biệt. Thứ nhất là thứ tự sẽ là gì ạ? Đầu tiên, chúng ta sẽ đi từ N3 trước. Có những câu N3 trước, sau đó đến từ vựng của N2, sau đó cuối cùng đến từ vựng của N1. Đó. Nếu được các bạn có thể theo dõi cả 3 trình độ. Ý đấy nhé. Rồi, đặc biệt là những bạn N2 N1. Đó. Rồi ok, không dài dòng nữa, chúng ta bắt đầu đến chuỗi từ vựng của N3 trước nhá, sau đó đến N2, sau đó đến N1 nhá. Ok chưa ạ? Rồi ok, câu đầu tiên nào. Rồi, 社長は英語ができなくて 海外出張の時 いつも何々の人を連れていく. Ông giám đốc thì sao ạ? Không nói được tiếng Anh và cứ mỗi lần đi công tác nước ngoài thì lúc nào ông ấy cũng dẫn theo một người sao? Một người phiên dịch, đúng không ạ? Một người phiên dịch, vậy và nó phải là đáp án số 2, sư yạc cử nhá. Nhớ từ này, phiên dịch sư yạc cử, còn biên dịch. Đấy, dịch từ giấy đúng không ạ? Không phải là nói là dịch giấy đúng không ạ? Thì là gì ạ? Hông yạc cử. Đây là sư yạc cử là phiên dịch. Sư ba là gọi điện đúng không? Các bạn nào comment đúng không? Sư ba là gọi điện. Sư hăng là bán hàng online đấy. Bán hàng online. Sư ở trong cái từ sư sinh. Đấy, bán hàng ở mạng lưới internet. Sau đây các bạn nhé. Sư ca là có hai nghĩa. Thứ nhất là pass, qua phỏng vấn. Hai là gì ạ? Đi qua đâu đó. Đi thông qua đâu đó. Ok chưa? Đó là câu số 1 nhé. Rồi. Câu số 2. Xin mời các bạn. Ane wa boku no yoami o nani nani ite boku o kontororu shiyou to shiteiru. Nào. Chị gái tôi thì như thế nào? Cái điểm yếu của tôi và đang cố gắng kiểm soát tôi, điều khiển tôi, đúng không ạ? Yoami là điểm yếu. Nắm được điểm yếu, đúng không ạ? Và nắm được là nắm gì ạ? Thì có thể các bạn sẽ phân vân giữa 1 và 3. Đáp án của chúng ta ấy phải là 1, đúng không ạ? Yoami sẽ đi với nigiru. Nigiru, cơm nắm. Onigiri, nắm vào. Thì khi mà yoami nó sẽ đi với nigiru, tức là nắm cái điểm yếu trong tay. Nắm bắt được điểm đó và điều khiển ai đó. Nhá, chúng ta nhớ cái cụm này. Còn tsukameru nó là bắt được cái gì đó. Bắt được cái gì đó thường rất là gì ạ? Kokoro tsukameru, tức là bắt được trái tim, bắt được cảm xúc và nắm bắt được cảm xúc của người ta ấy, nó sẽ thường đi với những cái cụm từ như vậy. Hagite là giới hạn hay là torete là lấy được cái gì đó. Ok chưa? Ok chưa? Nắm bắt được điểm yếu và cố gắng điều khiển tôi theo ý mình. Rồi. Câu số 3 nào. Mình sẽ đọc nhá. Zemi no hapyou de Hoshino kyōjū ni shitsumon sarete gotae ni komatte ita. Sururoi, nibui, osoroi hay là ksai. Đấy. Ô câu này nhìn phát là thấy cái cụm này luôn là phải chọn được luôn. Đó. Đó là gì ạ? Câu hỏi như thế nào ạ? Câu hỏi sắc bén. Ok chưa? Sururoi shitsumon. Nè. Còn nibui là từ ngược lại, hai từ đối nghĩa. Hai từ đối nghĩa với nhau. Từ này là từ gì ạ? Không sắc sảo hoặc là nghe nó không hay. Đó, sai là hôi hay là osoroi là gì ạ? Thành bộ, thành cặp. Ok chưa?
nó không liên quan lắm. Câu này chúng ta dịch là gì? Ở trong buổi phát biểu JEMI, JEMI là cái phòng nghiên cứu hoặc là cái lớp ở trong trường đại học, đúng không? Thì tôi bị giáo sư Hoshino hỏi một câu hỏi rất sắc bén và tôi đã rất là rắc rối, tôi rất là khó khăn trong việc trả lời câu hỏi sắc bén đó. Là đáp án câu số 3, ok chưa các bạn? Tiếp theo, câu số 4, nào. 会社をクビになって車は故障で壊れて転んで足が折れたという彼の話を聞いて何々だというしかなかった. Cái này là gì các bạn nhỉ? Bình thường cái chỗ này nó không biết chữ Hán đâu, nó sẽ viết kubi chữ hiragana hoặc katakana nhé. Bản chất là gì ạ? Đuổi việc ai đó, những từ vựng để viết kỵ. Câu này nó là gì ạ? Tôi bị đuổi việc khỏi công ty và cái xe ô tô của tôi thì là sao ạ? Nhưng mà thực ra ấy, cả cái chỗ này, từ đây này cho đến đây này, nó bổ nghĩa cho karen hanashi. Vậy chúng ta phải dịch từ đây trước cơ. Khi nào chúng ta học đọc hiểu với nhau, ui sắp được học đọc hiểu với nhau rồi, sang tháng 11 nhá, chúng ta phải dịch từ đây trước. Tôi nghe cái câu chuyện của anh ấy rằng là anh ấy kể là gì ạ, anh ấy bị đuổi việc khỏi công ty, rồi là cái xe của anh ấy bị hỏng do hỏng hóc một cái linh kiện nào đó. Hai từ này thực ra đều là hỏng đó. Xe của anh ấy thì bị hỏng và anh ấy bị ngã gãy cả chân. Thì gì ạ? Tôi chỉ có thể nói một câu là gì ạ? Đáng tiếc cho anh, chia buồn với anh. Phải, nó phải là gì ạ? Đáng tiếc quá hay là chia buồn, đúng không vậy? Nó phải là kinodoku đấy. Kinodoku là gì ạ? Chia buồn với ai đó, chia buồn với cái gì đó. Ok. Kinodoku nhá, nhớ chưa? Chia buồn cái gì đó, hoặc là khi trong đám tang của ai đó ấy. Đám tang của ai đó hoặc là ai đó có những cái việc rất là buồn, rất là đen đủi xảy ra, chúng ta nói câu này nhá. Kiyokubaru, nào nhớ nào, kiyokubaru phải là kizawari là gì? Kizawari hoặc kinisawaru nhé. Nó có hai cách nói, kinisawaru hoặc là cụm thành một và biến âm, kizawari là gì ạ? Khó chịu, ok, khó chịu. Còn kiyokubaru là quan tâm. Cái từ sawaru này này chính là chữ Hán này, gây trở ngại, làm khó khăn hay làm hại ai đó, tức làm hại đến ki là cái cảm xúc của mình, làm hại đến cảm xúc của mình tức là gì ạ? Tức là khó chịu. Đây mình đã dạy các bạn cách nhớ nhá. Các bạn bảo ừ nói biết nghĩa biết rồi nhé, không nhớ được, thì mình sẽ dạy các bạn cách nhớ đấy nhá. Khó chịu đúng không ạ? Kyokubaru là quan tâm. Cái suy nghĩ của mình, cái mình chia cho mọi người, kyokubaru mình chia cho mọi người, chia cho mọi người cái suy nghĩ của mình, tức là mình đang quan tâm mọi người, các bạn hiểu không ạ? Hay là kigakiku là gì ạ? Nhanh nhẹn tháo vát. Ngược lại kigakikanai là gì? Hậu đậu lề mề, không nhanh nhẹn, không tháo vát. Ok, ok, có bạn hỏi là cái cuối câu nó bị sai. Dato yu e shi nakatta. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cái này bị sai các bạn nhá. Cảm ơn em. Yu shika nakatta ne. To yu shika nakatta. Veru cộng shika nai là gì ạ? Chỉ còn cách làm gì đó, chỉ còn có thể làm gì đó thôi. Yu shika nakatta. Cảm ơn em. Câu số 5. Học nhiều thứ quá nhở. Không biết các bạn N2, N1 có bạn nhớ được hết tất cả những cái kiến thức đó của N3 này chưa? Lesha no shuppatsu jikan nani nani de noreta. À, làm từ. Đây là từ lái. Cái phần này mình rất là thích dạy bởi vì các bạn không nhớ được thì mình thích dạy, đúng không? Còn phần nào các bạn giỏi thì nhiều khi không cần thầy. Đó. Goro goro bura bura iyoyo giri giri. Nào, cái này không phải nghĩ nữa nào. Vậy chỉ có nhớ thôi. Nghĩ làm gì? Những câu này gọi là gì ạ? Biết thì biết rồi, không biết là không biết. Nghĩ làm gì, đúng không? Đi thi cũng thế, những cái câu kiểu như này. Thì chúng ta sao? Có thể lên được xe đúng thời gian à? Hay là gì ạ? Suýt soát thời gian, đúng không ạ? Suýt soát thời gian là đáp án số 4, giri giri suýt soát. Thế còn những thằng còn lại nào, comment nào? Comment thầy không nói, không đưa luôn cho mà ăn mà phải suy nghĩ, đúng không? Goro goro là gì ạ? Nào, từ này thực ra nó 6 nghĩa cơ. Các bạn search từ điển thì nó ra 6 nghĩa thì học làm sao cả 6 nghĩa được. Chúng ta học những cái ý nghĩa quan trọng nhất. Nó có hai ý nghĩa quan trọng nhất với goro goro. Thứ nhất là gì ạ? Ie de ichinichi ju zutto goro goro shiteru, tức là gì? Lười biếng, nằm vật vờ cả ngày, vật vờ nhá, goro goro. Và thứ hai là gì ạ? Cái gì nó bay vào mắt. Đấy, nó bị lộn cộn vào trong mắt thì là goro goro. Đó là hai ý nghĩa chính. Ý nghĩa hay dùng nhất là cái ý nghĩa ở nhà cả ngày chẳng làm gì. Đó. Bura bura là gì ạ? Đi lang thang nhá. Ý nghĩa hay dùng nhất là đi lang thang, bura bura, hoặc có cái từ là te bura. Cái từ cũng rất là hay dùng, te bura là tay không, nhớ nhá. Te bura là tay không. Iyoyo là gì ạ? Cuối cùng thì cũng đến cái gì đó. Iyoyo shiken desu ne, ví dụ, chuẩn bị làm bài. Ah, iyoyo shiken desu ne, gambarimasu. Ôi cuối cùng thì cũng đến ngày này rồi, cuối cùng đến kỳ thi rồi, mình phải cố gắng thôi. Iyoyo hay là iyoyo hashimarimashita. Cuối cùng cái gì cũng bắt đầu. Đó. Vậy chúng ta xong cái câu từ lái này rồi nhá. Câu 6 nào. Xin mời các bạn. Đây gọi là từ phức, động từ phức. Bắt đầu đến N2 rồi ạ. Nomi owatta juice no kan o kuruma no mado kara nage sao? Nage.
với những câu từ phức này. Thực ra các bạn, mình rất là hay nghe các bạn nói là thực ra em rất là cảm thấy khó với những cái động từ, đặc biệt là động từ phức, vì phải nhớ rất nhiều. Thì đúng, mình cũng rất là chia sẻ với các bạn, bởi vì tiếng Nhật nó là như thế, phải chịu thôi. Tuy nhiên thì có một phần lớn rất nhiều những cái động từ phức chúng ta không cần phải học, mà chúng ta hãy cố gắng sao ạ, nhớ nó và đoán nghĩa nó từ những cái thành phần cấu tạo trên nó. Ví dụ như câu này nó sẽ là gì ạ? Nó sẽ là vứt đúng không? Nó sẽ là ném đi cái gì đây, vứt đi đúng không? Lại bỏ đi đúng không? Là cái lọ đúng không? Cái lọ nước hoa quả đã uống xong, bỏ đi, vứt đi, ném qua cửa sổ đúng không? Thì nó phải ném đi đúng không? Thì ở đây có câu nào là hợp lý nhất ạ? Chúng ta tự đoán thôi. Stay. Đây có từ ném thì nó khả năng cao sẽ là từ này, chứ không phải là cai sự. Cai sự là cái gì đó nó quay lại mình, ném vòng lại à? Không phải đúng không ạ? Ném đi chứ đúng không? Kake được là gì ạ? Tabe kake nomi kake. Ăn dở uống dở chứ, liên quan gì đâu. Hay là atai được là ban phát, đưa cho ai đó cái gì đó. Nhưng mà mình ném ra ngoài cơ mà đúng không ạ? Phải là đưa hay là ban cái gì đâu. Atai được là một cái từ nó kiểu đưa hay là ban, nó rất là trân trọng, chứ không phải là cái ném cái hộp uống xong rồi vứt đi đâu. Đó. Vậy nó phải là ba, là chúng ta có thể đoán, chứ không phải cứ thấy là ui từ này em không học là em không làm, nó rất là phí, hay là em không học cho nên em khoanh bừa, cực kỳ phí. Đó, các bạn nên thể tư duy như vậy nhá. Đây là câu tê hỏa ý kiến này, không được, không được vứt những cái lọ đồ uống hoa quả uống xong khỏi cửa ô tô, không được vứt rác bừa bãi đúng không ạ? Rồi, tiếp theo một câu của nửa hai, xin mời các bạn. Các bạn nửa ba cố gắng xem có làm được không nhá. Và các bạn nửa một nữa. Rồi, kare wa watashi tachi no deki na no ka, deki na no ka, na no ka. Đấy, không biết là cái này hay là cái này đúng không? Mà là yoku wakaranai. Vậy đây phải là một từ, đây phải là một từ đối nghĩa của từ này. Deki là đối thủ, kẻ địch. Kẻ địch đúng không ạ? Vậy đối nghĩa của kẻ địch sẽ là, đoán xem. Trợ giúp à? Trợ lý à? Joshu là trợ lý, hoặc trong trường đại học nó sẽ là gì ạ? Trợ giảng. Doyo là cùng với, không liên quan. Kyoryoku là hiệp lực, giúp đỡ cùng nhau làm gì đó, chả liên quan. Vậy nó phải là mikata. Đấy. Không biết từ này thì loại trừ ba thằng còn lại, nó không liên quan lắm đúng không? Teki và mikata là hai từ đối nghĩa, địch và đồng đội, phe mình, gọi mikata phe mình. Tôi đến giờ còn không biết xem là gì ạ? Chúng ta là kẻ địch hay chúng ta là đồng minh. Ok. Rồi, câu số 8, xin mời các bạn. Nào. Ồ, đến một câu mà bắt đầu có những sự khác nhau trong đáp án. Các bạn chọn 2, các bạn chọn 3. Nào, kare wa oya no kitai ni gakusha ni natta. Nào, ôi giời ơi, các bạn thậm chí các bạn không tâm, không quan tâm trước sau làm gì, các bạn nhìn cái thằng trước này này. Động từ nào kết hợp với kitai nào? Nó phải là gì ạ? Khi học cái động từ này thì luôn luôn auto nó phải là kitai ni kotai được. Đáp ứng kỳ vọng đúng không ạ? Ứng với kỳ vọng. Anh ấy đã trở thành nhà nghiên cứu để theo những kỳ vọng của bố mẹ. Trở thành nhà nghiên cứu như những kỳ vọng của bố mẹ đúng không ạ? Awaseru là gộp lại. Sonaeru nào đó, các bạn biết từ này dùng với cái gì? Kite nó không liên quan. Kiku. Kite là nghe đúng không? Hoặc là kiku là cái gì để có tác dụng. Sonaeru đi cái gì? Sonaeru nhiều bạn hay nhầm với câu chuyện là nó chuẩn bị. Chuẩn bị cho cái việc gì đó, chuẩn bị cho buổi phát biểu này kia ấy. Thực ra sonaeru là chuẩn bị cho những việc xấu, chuẩn bị cho những rủi ro. Thường trước sonaeru sẽ là gì ạ? Những việc rủi ro, nguy hiểm, thiên tai. Chuẩn bị cho thiên tai, chuẩn bị cho rủi ro thì tôi làm sẵn cái gì đó. Đấy, là sonaeru nhá. Rồi, câu số 9, xin mời các bạn. Nào, đây là các cụm phó từ. Các cụm phó từ. Mà mình có một video 15 phó từ khó nhớ, dạy cách nhớ các bạn phải search lại trên YouTube 15 phó từ. Hoặc là các bạn tìm trong tài liệu cũng có những cái bài về phó từ sẽ được gửi cho các bạn. Hako no naka ni wa oishisou na chocolate ga tsumatte ita. Oishisou na chocolate ga takusan tsumatteiru desu yo, desho? Bình thường sẽ nói là takusan. Cái từ nào bằng với là takusan? Nó là từ gishiri. Gishiri tức là nó đầy ắp, nó đầy một cách, nó gọi là gì nhỉ? Nó nhét đầy vào một cái gì đó, cảm giác nhét rất là ép sâu vào, nhét chắc vào, đầy một cái thứ gì đó gọi là gishiri. Gishiri tsumaru. Hoặc là gishiri tsumeru, có từ tsumeru là ấn vào, nhét vào. Đó. Sappari luôn luôn đi với wakaranai. Sappari wakaranai, không hiểu một tí gì. Ngoài ra sappari còn có ý nghĩa là gì? Cái gì đấy nó rất là thanh mát nữa, nếu nói về vị của đồ ăn. Kippari đi về cái gì ạ?
đi với koto wa ru. Kippari là dứt khoát. Dứt khoát nhá. Kippari koto wa ru. Từ chối một cách dứt khoát. Kikari là gì ạ? Đúng giờ. Kikari 10時 ni hay là 1時 ni hajimatta. Bắt đầu đúng 1 giờ đúng không? Đúng giờ nhá. Câu số 10 nào. Hoka no mono to suru tame ni Tanaka-san e no presento ni wa akai ribbon ga tsukete arimasu. Những bài này rất là quan trọng, kể cả N3, N2, N1 mình nói thật. Nên xem những bài như này. Vì nó không phải là câu chuyện trình độ nào mà nó là câu chuyện gì ạ? Phân biệt những từ các bạn hay nhầm với nhau đây này. Nó là phân biệt những từ các bạn hay nhầm với nhau đây này. Bây giờ bạn nào mà comment tại sao bốn từ này khác nhau như thế nào? Thì thật sự là đúng 10 điểm luôn. Có ai comment được không? Đáp án mấy nhỉ? Câu số 10 đáp án mấy nhỉ? Đáp án số 3 nhá. Bưng biệt sự. Nó bởi vì sao ạ? Đây là gì ạ? Phân biệt đồ này và đồ kia. Đấy, để phân biệt với những thứ khác thì tôi đã thắt trước cái nơ đỏ. Ribbon là cái nơ, tôi thắt trước cái nơ đỏ và món quà tặng cho anh Tanaka để phân biệt với món quà tặng cho mấy em khác đúng không ạ? Thì phân biệt, à không phải phân biệt mà là phân giữa món đồ này và món đồ khác. Nào thì xa biệt sự là phân biệt đối xử. Học vị cao thì nhận vào, học vị thấp thì không nhận. N2 thì nhận vào, N4 thì không nhận chẳng hạn. Con trai thì nhận, con gái thì đuổi. Đấy là phân biệt đối xử, sai biệt sự. Phân biệt do tính chất của người đó. Còn chưa biệt sự, thường từ này ít dùng nhá. Ít dùng. Đó là theo từng loại, thường là gì? Đặt hay là chia theo từng loại thì dùng cái từ này. Còn một từ nữa, nhiều bạn sẽ nhầm những thằng này với nhau này. Bưng biệt sự và khư biệt sự. Khư biệt sự thường là gì? Phân biệt. Tức là phân theo tính chất. Để phân ra, phân theo tính chất. Đó, hoặc là phân biệt các mẫu ngữ pháp với nhau. Hay là phân biệt đúng sai. Đấy, phân biệt đúng sai, phân biệt các mẫu ngữ pháp với nhau thì người ta dùng từ khư biệt sự này. Đó. Phân biệt loài động vật này với loài động vật kia chẳng hạn, dùng từ khư biệt sự nhá. Rồi. Ok. Ngoài ra nếu mà các bạn cảm thấy cần học với những người đang livestream trong những buổi ngày hôm nay thì các bạn hoàn toàn có thể tham gia vào khóa luyện để chuyên sâu cấp tốc. Ngày bắt đầu đúng 1 tháng nữa, mùa tháng 11, tối 246, 7 đến 9 giờ Việt hoặc 9 giờ đến 11 giờ Nhật. Đó. Các bạn sẽ được học trực tuyến qua Zoom với 4 người này, bao gồm cả mình. Ok chưa? Học với các giáo viên nhiều kinh nghiệm nhất tại Dũng Modi. Ok. Ok chưa? Không biết là có được gặp các bạn nhỉ? Rồi. Thực ra thì đây, mình sẽ nói qua nhé. Chúng ta sẽ học về chiến lược làm bài thi để những tip hữu ích luyện đề thực tế bao gồm 12 buổi chữa 12 đề thi cho GPT, tổng hợp một cách chính thống và chuẩn xác các dạng đề thi, giảng giải chi tiết cách làm của mỗi dạng, mẹo làm bài thi cho từng kỹ năng, giúp tăng đến 20 đến 30 điểm trước kỳ thi thật. Thì nói nhiều thì thực ra bên nào cũng nói là hay lắm. Thì mình cũng không nói nhiều là hay lắm. Bởi vì đấy là cái câu chuyện cảm quan cá nhân thôi. Nhưng tự tin, mình rất là tự tin về cái khóa học này. Cho nên là các bạn cứ gặp đi, cứ gặp nhau đi. Sau đó thì sẽ biết là khóa học nó hay ở đâu nhá. Ưu đãi, có bộ ebook. Rồi kèm khóa luyện đề trên app trị giá 900.000. Và cam kết đỗ. Ok chưa? Nếu các bạn không đỗ, các bạn sẽ được học lại một lần. Rồi. Có bạn nào hồi hộp không ạ? Chuẩn bị đến cái gì ạ? N1. À, nhiều bạn đợi N1 đúng không? Hơi khó nha, bắt đầu đến những cái từ hơi khó này. Rồi, xin mời các bạn câu số 11 nào. Kesatsu wa jiko genba de fushin na jinbutsu ga mokugeki sareta という jōhō. Sao? Bình thường sẽ là jōhō kita đúng không? Đã nghe thấy cái thông tin đó. Nhưng còn một cách nói nữa. Là gì nhỉ? Đó là scandal, joho scandal, đã bắt được thông tin, đã nắm được thông tin đó, đúng không ạ? Còn nigiru là giống như cái bài vừa nãy chúng ta học ở N3, đó là gì ạ? Yuami o nigiru, tức là bắt được, tức là nắm trong lòng bàn tay cái yếu điểm của ai đó, đúng không? Thì không dùng cho câu này, bắt được thông tin nhé, scamu. Còn sumu, sumu này các bạn để ý chữ Hán khác nhau nhé. Một cái là chữ quốc, một cái không phải. Cái sumu này là thường là hái hoa, đấy. Hái hoa hoặc là lấy hái cái gì đó, fumu. Là dẫm lên. Ý ですね. Câu số 12 nào. À, câu này hay. Thật sự câu này hay. Bạn nào N2 cũng nên học, cũng nên cực kỳ chú ý câu này. Không chỉ N1. 私は雲が嫌いだ. Kumo no koto o kangai ta dake demo. Machamacham. Tôi rất ghét con nhện. Và chỉ cần muốn nghĩ một chút về cái con nhện này thôi. Thì tôi cũng, sao? Tôi cũng rốt tô suru. Qua 4 câu hỏi này mình sẽ cho các bạn gần như tất cả những từ mà đi với một âm tiết này, xong ngắt, xong đi về sư đự. Các bạn tin không?
nó sẽ có khoảng 4 từ đến 5 từ, và đây thiếu một từ nữa. Và mình sẽ chỉ luôn cho các bạn cách nhớ của những từ này luôn. Thế bây giờ em biết, em biết nó nghĩa thế nhưng em không nhớ được. Nói như thầy, nói như nói, em mà nhớ được em cần gì thầy, đúng không? Ok, mình sẽ dạy các bạn cả cách nhớ luôn, chứ không chỉ nghĩa, đúng không? Rốt tố sơ được là gì ạ? Là sợ nhá. Sợ, rợn tóc gáy nhá, nổi da gà đấy, rốt tố sơ được. Ở đây có hai từ, thứ nhất là sốt tố sơ được. Nhớ này, nếu không có phẩy phẩy, sốt tố sơ được nó sẽ là gì? Làm được một cái lén lút nhẹ nhàng, ăn trộm nhá, hoặc đi nhẹ nhàng không tạo ra tiếng động, lén lút. Còn rốt tố sơ được là sợ, rợn tóc gáy nếu có này, nếu có cái tóc gáy ở đây này, nếu có tóc gáy là sợ là phải rợn tóc gáy, ok chưa? Đó, còn katto suru và mutto suru gần như thực ra nó khác nhau nhá, nhưng để nhớ nhanh ý, các bạn cho nó bằng nhau. Đều có nghĩa là tức, đều có nghĩa là tức. Nhưng katto suru là tức kiểu giận quá mất khôn ý, giận quá mất khôn, ví dụ là tát chồng chẳng hạn, giận quá mất khôn là đánh con, giận quá mất khôn là làm gì đó. Còn giận mutto suru là nó bằng với cả mukatsuku, kiểu tức, bực, ghét, là khó chịu trong lòng. Đều là tức, đều là tức. Thế nhớ nó như nào ạ? Từ mư với từ ka này này, các bạn ghép vào nhau. Mư ka là từ gì ạ? Mư kat to suru cũng là một từ tức. Mư kat to suru vì sao ạ? Vì nó là từ tách ra của từ mukatsuku. Biết từ mukatsuku không? Mukatsuku là gì ạ? Tức. Nhớ lại từ đấy chưa? Thì nó được chia ra từ mư và từ ka này này. Mukatsuku. Thế mư hay là ka hay là mư ka đều là gì ạ? Tức. Đó, một cách nhớ rất đơn giản. Đấy, học một nhớ năm nhá. Học một từ nhớ được năm từ nhá. Ghê chưa? Rồi. À, học một câu chứ, học một câu nhớ được 5 từ. Ok. Câu số 13 nào. Sakusha no taichō furyō niyori renzoku shōsetsu no happyō mo nani-nani koto ni naru. Sakusha no taichō furyō niyori renzoku shōsetsu no happyō mo gì ạ? Nó phải là dōgireru nhá. Đứt gánh giữa đường hay là không liền mạch. Đó. Gián đoạn, ok? Dōgireru. Ví dụ mạng bị đứt quãng, ngắt quãng cũng dùng cái từ togireru này. Đó, từ todaeru là hiểu cái gì đó này. Tsukamaeru là bắt được con chuột, bắt được con mèo, hay là bắt được tội phạm cũng dùng từ tsukamaeru này. Uchiakeru là gì ạ? Là thổ lộ hết tất cả sự thật, thổ lộ hết những điều mình nghĩ với nhau. Này, uchiakeru. Utsu là gì ạ? Là tác động, đập, tác động để cho nó rõ ràng ra, thứ hai người tác động lẫn nhau để cho nó hiểu nhau hơn. Đó, trò chuyện với nhau để hiểu nhau này, đúng không? Tôi ghi đề đự nhá. Tại sao lại là tôi ghi đề đự? Bởi vì là gì ạ? Do cái việc tác giả bị bệnh, bị không khỏe, cho nên cái việc phát biểu cuốn tiểu thuyết mới cũng bị đứt cánh giữa đường, không thấy tác giả phát biểu hay là tác giả đưa cái tiểu thuyết mới ra nữa, đúng không? Câu số 14 nào. Watashi wa wakai koro wa joshi ni bakari itta. Đoạn này chúng ta đi nhanh nhá. Đi nhanh nào. Tsukakatte, hikkakatte, tobikakatte, torikakatte. Nào, chúng ta ví dụ không biết từ đi. Nghe cái gợi ý vừa nãy, nghe cái mẹo vừa nãy của thầy. Đó là gì ạ? Nhìn những từ này, đoán nghĩa. Đoán xem chọn gì. Tsuku, tsuku là đâm. Tsuku là đâm, là tác động cái gì đó. Hikku là gì ạ? Kéo. Kéo co, kéo. Tobu là gì? Bay. Toru là lấy. Đấy, từ nào hợp lý nhất trong trường hợp này? Tôi hồi trẻ toàn như thế nào với sếp? Các bạn trẻ thì các bạn hay như nào với sếp? Bật lại sếp, đúng không? Đúng không? Từ nào hợp lý nhất, đúng không? Phải là từ số 1, đâm chọt, đúng không? Tức là ý là gây gổ hay là đâm chọt hay là bật lại, đúng không? Tsukakaru. Hikkakaru là bị vướng, bị mắc, bị ngắc, bị gọi là gì? Bị vướng chân ở đâu đó. Nó vừa nghĩa đen vừa nghĩa bóng nhá. Bị vướng ở đâu đó, bị ngáng đường ở đâu đó. Tobikakaru là vồ đến. Cái gì? Vồ lấy con mồi, ôm bay đến để lấy con mồi chẳng hạn. Torikakaru là một từ ý nghĩa khác. Nó có nghĩa là bắt đầu một việc gì đó nhá. Bắt đầu một việc gì đó, torikakaru. Bằng với cả chakushu suru, bắt tay làm việc gì đó. 15 nào. Kare no shuchou wa kagakuteki na machamacham ni takete iru. Nào, xin mời các bạn. Konpon, konkyo, kongen, konte. Cái ý kiến, cái chủ trương, cái câu nói của anh ấy thì thiếu đi cái gì về mặt khoa học. Ở đây chúng ta có một cái từ khác nhé. Đây là từ kakeru này. Kakeru là thiếu cái gì đó. Có một từ nữa này. Nhí kakeru là thiếu. Nhí takeru, chữ trường nhé. Là gì ạ? Giỏi về mặt nào đó. Nhớ hai cái từ này.
kakeru và takeru. Kompon là gì? Kompon teki na mondai thì mày hay đi với nó, kompon vậy, vấn đề căn bản, vấn đề cốt lõi hay đi như thế. Còn konkyo mới là từ đúng, đúng không? Những căn cứ mang tính khoa học, thiếu những căn cứ mang tính khoa học. Từ này rất là hay đi với nhau này. Kongen, những từ này, kongen hay konte là những từ khó, những từ ít dùng. Thì mình giải thích qua cái từ kongen là căn nguyên, là nguồn gốc, cội nguồn. Ví dụ tiền bạc là cội nguồn của tội ác. Hôn nhân, ví dụ tình cảm là cội nguồn của hôn nhân, kiểu nói mấy cái câu kiểu văn vẻ đạo lý như thế thì người ta mới dùng. Còn konte là cái gốc, cái căn bản, cái gốc của một việc gì đó. Ok chưa? Ví dụ như là trong kinh doanh thì đạo đức là cái gốc, lấy đạo đức làm gốc chẳng hạn, thì nói cái từ konte. Nói chung hai từ ba bốn hơi ít dùng. Kompon thì thường đi với những kompon thì là môn đai, vấn đề cốt lõi, đúng không? Rồi câu số 16 nào. Kimi wa sono na thái độ naoshita hou ga ii. Jiman, goman, kanman, gaman. Có bạn nào không phân biệt được hai từ này không? Nào chọn đáp án nào. Rồi, nó là goman. Đó. Đây là một câu, đây là một lời khuyên và đây là một câu chê. Em nên sửa lại cái thái độ đó đi. Vậy đây phải là một thái độ mang tính tiêu cực. Vậy nó phải là goman, tính tiêu cực. Đây là dạng ngạo mạn. Còn jiman nó chỉ là sự gọi là gì ạ? Tự tin thái quá thôi. Đó, tự mãn. Đây là ngạo mạn và đây là tự mãn. Thì tự mãn sẽ có những trường hợp đó là gì ạ? Nó là tích cực. Tôi tự mãn, tôi tự hào, tôi rất tự tin về cái gì đó. Nhưng thi thoảng cũng có ý nghĩa tiêu cực là gì ạ? Sự tự tin quá về cái gì đó. Nhưng không phải lúc nào cũng tiêu cực, đúng không? Mà chê phải là chê cái thái độ ngạo mạn. Đây là cái luôn luôn là tiêu cực. Đó. Còn căn măng là cái gì đấy nó không liên quan. Cái gì đó chậm chạp, lề mề. Gà măng là gì ạ? Cam chịu, chịu đựng. Ok. Vậy gà gô măng. Gô măng. Gô măng là từ đúng. Ô sake o nonde kyoku ga ninatte ita. Nào, ký ức sau khi uống rượu thì như thế nào? Những từ nào liên quan đến ký ức? Đấy, sẽ có những bạn sẽ bị nhầm cái câu số 16 vừa rồi chọn chỉ măng nhé. Nhưng mà chúng ta để ý một chút. Thà đổ mồ hôi trên thao trường hơn đổ máu trên chiến trường, đúng không? Vừa rồi chúng ta chỉ đổ mồ hôi thôi. Sai là sai mồ hôi thôi. Sau này vào kỳ thi, vào phòng thi là đấy là đổ máu đấy. Rồi. Nó là gì ạ? Aya fuya. Nó mông lung, nó không rõ ràng. Uống rượu xong mà không còn tí ký ức nào, không nhớ rõ ký ức, đúng không? Không nhớ là hôm qua uống với anh nào, uống với em nào. Gaya gaya là ồn ào, ầm ĩ. Hiya hiya là sợ, đúng không ạ? Suya suya là gì ạ? Là ví dụ kiểu ngủ một cách ngủ ngon giấc. Kodomo ga suya suya to nete iru. Cái từ hiya này nó là cái từ hiya trong từ từ lạnh ấy. O hiya kudasai tức là cho tôi một cốc nước lạnh. Đây nó thường hiya này là ý là gì ạ? Mồ hôi lạnh chảy ra, sợ toát mồ hôi kiểu vậy. Đấy. Sợ đúng không? Sợ run. 18 nào. Đấy 17 là bản số 3 Ayafuya nhá. Kiêu cự thì đi được Ayafuya này các bạn nhìn này. 18. Dochira no menu o erabu ka. Nào, một tính từ. Và tính từ này các bạn biết từ chữ Hán là các bạn chọn được, kể cả không cần biết từ. Tôi không biết là chọn cái menu nào, đúng không? Chọn món nào. Vậy nó phải là gì? Nó loại trừ thôi, đúng không? Netamashi, cái từ này nhìn quen không? Từ này trong từ gì ạ? Shito. Shito, ghen ăn, tức ở. Isamashi. Từ này trong từ gì ạ? Dũng cảm. Yuki. Tsumashi. Từ này trong từ gì? Shincho, cẩn thận. Đó. Còn từ này trong từ gì? Nayamu là gì nữa? Thì các bạn đoán nó chọn gì đúng không ạ? Nayamashi đúng không ạ? Phân vân, đau đầu, đau đáu, phân vân cái gì đó, nayamashi. Isamashi là dũng cảm. Netamashi là ganh ghét, tị nạnh. Tsumashi là giản dị, thận trọng. Đó.
Câu số 19. 19 và 20 là những câu liên quan đến katakana thôi. Đơn giản. Câu này ạ. Koho kara toe suru type no. Nhanh thôi. Nào. Đây là cái gì mà có thể hiện được hình ảnh từ đằng sau? Display. Cái màn hình đúng không? Display. Chứ không phải là destroy. Destroy là kiểu phá hủy, hủy diệt, giết đúng không? Thực ra những cái từ này người Nhật không dùng đâu. Đưa vào để làm các bạn loạn với cái đáp án thôi. Ví dụ với câu này ba đáp án sai nó không ý nghĩa lắm. Distance là bằng kiêu đị, cự ly. Dispenser là gì ạ? Với cái ấn vào nó ra. Ví dụ cái rửa tay đúng không ạ? Câu số 20 nào. Watashi wa aji yori mo neidan ya nani nani wo juushi shite restaurant wo eran de iru. Nào. Chính ra những câu này các bạn hay sai nhỉ? Tôi thì chọn nhà hàng bằng cách là gì ạ? Quan trọng. Tôi quan trọng cái gì? Tôi quan trọng giá và tôi quan trọng cái gì đó hơn là hương vị. Quan trọng cái gì? Một từ rất là hay là gì? Quan trọng volume, từ volume. Từ này nhiều bạn hay nghĩ là gì? Cái mức độ âm thanh đúng không? Nhưng ngoài ra nó có nghĩa là dung lượng, nhiều hay ít. Tức là tôi quan trọng là giá có rẻ không? Lượng đồ ăn có nhiều không? Hơn là vị có ngon không? Hơn là vị có ngon không? Volume là dung lượng, là độ lớn, là nhiều hay là ít. Còn những từ nào lại không quan trọng lắm đâu. Các bạn không cần nhớ đâu. Đó. Costume thường nó là những cái bộ quần áo cosplay của những bạn kiểu theo anime đúng không? Perfume như là nước hoa. Ừ. Vacuum là cái máy có cái ống to hút nước hay hút bụi. Đó. Vacuum không quan trọng đâu. Các bạn không cần nhớ cũng được. Nhớ quan trọng từ này này. Đó. Ok chưa? Rồi. Kết thúc buổi livestream về N3, N2, N1 và mình nghĩ là những bạn đang ở đây chắc 90% là những bạn N1 đúng không? Và mình nghĩ là đây là một buổi khá là có ích với những bạn kể cả N3 và N2. Nhưng có ít nhất có lẽ là các bạn N1 chúng ta và hy vọng chúng ta đấy, nếu các bạn muốn cần thêm những cái tài liệu liên quan đến buổi ngày hôm nay và tài liệu ôn thi đúng không ạ? Thì có thể comment Dũng Modi DMR N321 ở dưới để nhận tài liệu. Và có thể xem lại video ngày hôm nay nếu mà chúng ta chưa chắc và cần ôn lại kiến thức đó, hoặc là cái gì thì chúng ta chưa nghe, hoặc chúng ta vào giữa chừng đó. Ngoài ra thì còn rất là nhiều buổi livestream hay ho nữa trong tuần sau và trong tháng 11. Trong tháng 11 chúng ta sẽ nói về đọc hiểu, phần các bạn rất thích. Ok, vậy hẹn các bạn vào những buổi livestream ngày hôm sau. Hãy では皆さんお疲れ様でした。また、来週そして来月の、ライブを楽しみにしてください。お疲れ様でした。